Rồi chào toàn thể anh em nha. Chào mừng anh em đã qua lên kênh của Nhật Máy Bãi nhá. Nay cửa hàng về được lô máy cưa. Đấy, hàng bãi Nhật nha mọi người. Lô máy ST nha. Trong này có kèm vài ba con máy Nhật thôi. Còn lại là đều là hàng ST hết nha mọi người. Lô này phải gọi là siêu VIP luôn. Mùi tiền nha anh em. Đấy. Lô này là đã lựa sẵn tinh tươm, ngon lành thành đào. Đấy, về nói chung là máy chưa dọn, còn nguyên đất Nhật ha. Đấy, thì có những cái con phải nói là có những cái con đẹp nhức nách luôn. Đấy, đẹp 95-90%. Còn có những con thì nó cũng chỉ được một phần ngoại hình ấy, chỉ được 80-85% thôi. Đấy. Nói chung là trong này rất là nhiều máy thì cũng bên em cũng đã lựa chọn tinh tươm, ngon lành cành đào hết rồi. Nói chung là anh em nào cảm thấy kết máy nào mình cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em, bên em sẽ dọn nổ cho anh em ha. Đó. Đây anh em ha. Lô máy cưa ST này, hàng siêu hệ, siêu VIP luôn. Mùi tiền luôn. Đấy. Thì trong này có rất là nhiều con máy rất là đẹp. Đây để quay vài con cho anh em xem. Này. Thợ nhà em thấy về máy đẹp quá. Đấy, rửa luôn một em cho anh em xem này. Em đời mới này. Em này nhá, dành cho anh em nào sưu tầm thôi. Đấy, nói chung là giá cũng rất là cao, rất là rát. Đấy. Anh em nào mua sưu tầm thì liên hệ của em, phải nói là nó đẹp 99,9%. Đấy, là cái mức độ nó đẹp như thế nào anh em biết rồi, chỉ thiếu cái thùng thôi. Hàng này thì nó là đời mới này, mã là 211 này anh em. Đấy, đời mới nhất bây giờ này. 2020 này anh em. Đời 2020 nha. Đấy. Gọi là lâu lâu mới săn được một em, phải nói là đẹp 99,9% như thế này nha mọi người. Rất là mới. Anh em nào mua sưu tầm, hệ trưng bày khỏi suy nghĩ. Đấy, mỗi một cây đó thôi. Đó. Đây. Đây là hàng chưa dọn này. Đây, giới thiệu cho anh em một em VIP này. Em này thì cũng đẹp đến 95% rồi anh em ạ. 95-98% rồi. Em này rửa lên thì thôi chứ khỏi suy nghĩ luôn. Anh em nhìn cái má hộp giật này biết này. Máy chưa dọn nha anh em. ST192C dòng này thì anh em biết rồi. Đấy, rất là nhiều anh em ưu chuộng ha. Đấy, tay cụt nhá. Lâu lâu gọi được một em đấy nha mọi người. Nói chung thực sự là lô này rất là VIP. Đấy. Phải nói là một năm nay lấy chưa có lô nào VIP như cái lô này. Rất là nhiều máy đẹp. Và đặc biệt là toàn máy hệ cho anh em thôi. Đấy. Đây anh em này. ST017 này. Quay qua cho anh em xem thôi chứ còn máy chưa dọn đã biết được như nào đâu. Nhưng mà quay qua để anh em biết được cái máy nó như vậy. Nên là về anh em nào thích em máy nào liên hệ với em. Đấy 180 này. 180 là 38 ly nhá. Đấy, đời 204 này anh em. Đấy. Em này là đời 018 này. Đó, 180 khác, 018 khác. Nhưng mà máy đẹp không này anh em. Máy nào máy đó đẹp nhức nách luôn. Anh em thấy ốp làm xích này, như mới luôn. Đấy. Mà cây này đời 2020 luôn. Đời 2020. Chỉ cách đây có 51 rồi. Sao mà lại lẫn vào cái lô này, nó về rất là đã luôn. Đó. Anh em ha. Em này là em 2000 này, 2018 này, em này 2018. Em này máy trợ lực máy gì đây? 180 luôn. Cái lô này toàn 180 thôi nha. Đó, 017 này. Có 017 này. Đó. Có 170 này nha. Nói chung là lô này cũng toàn phần đa phần là 180 nha. 180 lớn hơn 017 nha anh em. 170 nhỏ hơn 180. Đó, em này 180 luôn này. Đó. 021, 023 này nha. Anh em nào thích hệ tầm trung này. Máy đẹp không ạ? À? Máy nhức nách không? Này. Như cây này thì anh em phải nói như thế nào này. Gọi là xuất sắc luôn. Này. Mới kít kịt luôn. Hàng chưa dọn nha anh em. Đấy, về có sao là quay cho anh em như vậy. Sau đó bắt đầu mới dọn này. Đấy. Đấy, như mấy cây này nhìn vậy thôi chứ bên trong này anh em này. Mở ra cho anh em xem này. Đó. Chế xăng, chế đồ này. Chưa có vệ sinh mà đẹp như mới luôn. Đấy, trong bên Nhật thì người ta sử dụng với mình gọi là về lau qua là sạch đấy anh em nhé. Đấy lau bằng tay không nó cũng ra bị bụi bẩm này. Đó. Rất là đẹp. Cái này rửa lên thì đẹp nhức nách rồi này, như cái lam xích này anh em đủ biết này. Làm này. Như mới luôn ha anh em ha. Quá đã, dành cho anh em nào sưu tầm. Một cặp luôn. Đây là còn bao lam này, mở lam ra cho anh em xem có đẹp không. Lam để xét này anh em ơi. Nó bị xét này, nước vào xét này, còn nguyên chiếc ST này nha. Đó. Đây là 170 này. Đó 170C này, đời có trợ lực này. Máy đẹp chưa? Đó, đây là 170 luôn.
Em này nó cắt vùng lầy nha, em này cũng rất là mới này. Em này rửa lên thì cũng bao đẹp luôn. Này, còn tem seri này. Anh em thấy không? Đó, trông vậy thôi nhưng mà do nó cắt vùng lầy nhìn nó xấu, mở ra bao đẹp. Đó, lọc gió này, lòng anh em thấy không? Rửa lên mới kít luôn đấy. Này nó cắt ở chỗ nào chắc đất nó bẩn lắm này nên là nó dơ dáy ha. 023 đấy nha. Cái mẫu tầm trung này 023 này. Rất nhiều nhá, 023, 021. Ôi đây có một em 170. Ôi dồi. Như mới luôn anh em ơi. Nè. Như mới luôn nha. Em này đẹp 98% rồi, làm xích này. Nhìn như này tuyệt vời quá rồi. Em tay cụt. Đấy, máy Nhật nó có vài em nhá. Máy Nhật có em tay cụt lớn này. Đó, tay cụt mã lớn này, 35cc này. Em này tay cụt đời mới Maru Yama này nha. Con này là Echo Green máy đẹp. Đó. Cũng có vài ba số mẫu là Silverway này. Silverway đời mới là 1038 này nha. Đây. Đó, Silverway 1038S này. Làm Latin này. Đó. Đây ha, rất là đẹp. ST nhá, 02123 nhá. Lôi về rất là mới nha. Đấy, nhà nào cảm thấy kết máy nào liên hệ với em ha. Nói chung là quay sơ qua cho anh em xem thôi chứ không quay chi tiết cụ thể được. Giá thì cũng chả báo cụ thể cho anh em được, bởi vì có những cái con máy 80% nó khác, 90% nó khác. Đấy, giá thành mỗi con nó khác một khác nhau nên là không thể đảm bảo giá cụ thể chi tiết cho anh em xem trong cái video này được. Đấy, chỉ gọi là chỉ quay qua cho anh em biết. Đấy, những cái hệ bên em vừa mới về. Anh em nào mà mình cảm thấy kết ấy, thì mình liên hệ qua số điện thoại của em để em sẽ gửi chi tiết cho anh em xem ha. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em ha.